Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh. Đêm mùng 1, ngày mùng 2 tháng 2 năm 2022. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời rét đậm, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 15 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, trời rét hại đến hại nặng, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 8 đến 11 độ C, độ ẩm trung bình trên 95%. Thành phố Lào Cai nhiều mây không mưa, trời rét đậm, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 15 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trời rét hại nặng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 4 đến 7 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trời rét hại, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 8 đến 11 độ C, độ ẩm trung bình trên 95%. Sau đây là dự báo thời tiết cho các khu vực trong nước. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 16 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió bắc đến đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 16 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 11 đến 18 độ C. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ C. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ C. Thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió bắc đến đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ C.